Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài 4 trang 26 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 bộ chân trời sáng tạo. Bài 4 có nội dung như sau. Người bán hàng sử dụng cân đồng hồ như hình dưới đây để cân hoa quả. Hãy cho biết giới hạn đo độ chia nhỏ nhất của cân này và đọc giá trị khối lượng của lượng hoa quả được đặt trên đĩa cân. Như vậy, trước tiên thì các em hãy quan sát hình dưới này. Ở đây chúng ta thấy đây là một chiếc cân cân hoa quả và đây là hình ảnh phóng to của kết quả đo. Trước tiên thì các em cần nắm được thế nào là giới hạn đo của cân. Giới hạn đo của cân là số lớn nhất ghi trên cân. Thứ hai là độ chia nhỏ nhất của cân chính là hiệu hai số ghi trên hai vạch chia liên tiếp trên cân. Hiệu hai số ghi trên hai vạch chia liên tiếp trên cân. Như vậy thì các em hãy quan sát hình dưới đây, chúng ta thấy là giới hạn đo của cân này là 3 kg và độ chia nhỏ nhất của cân là 20 g. Đây, chúng ta thấy ở đây chúng ta có giới hạn đo là bằng 3 kg và độ chia nhỏ nhất của cân này là 20 g. Tiếp theo thì các em hãy đọc giá trị khối lượng của lượng hoa quả ghi trên đĩa cân. Giá trị khối lượng của lượng hoa quả là, ở đây thì các em hãy quan sát, ở đây chúng thấy là 200 g và thêm hai vạch nữa là 240 g. 240 g. Vậy là cô và các em đã hoàn thành bài 4 trang 26 sách giáo khoa khoa học tự nhiên lớp 6 bộ chân trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại trong các video bài giảng tiếp theo.